Xin chào quý vị và các bạn. Khối không khí lạnh hiện tại đã bắt đầu suy yếu nhanh nên nền nhiệt độ trong đêm nay và rạng sáng tại các tỉnh miền Bắc có xu hướng nhích nhẹ 1 đến 2 độ so với ngày hôm qua, phổ biến dao động trong khoảng 14 cho tới 17 độ. Ngày mai mặc dù trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù ở nhiều nơi, đôi lúc có mưa nhỏ, nhưng mà đến trưa chiều thì trời sẽ giảm mây. Giữa trưa thì trời có thể hửng nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất ngày có thể tăng lên đến 23 cho tới 25 độ. Cảm giác rét nhẹ vào đêm và sáng sớm, còn ban ngày thì thời tiết ấm áp. Riêng đối với khu vực vùng núi phía Tây Bắc, do nằm gần vùng áp thấp nóng tại phía Tây nên thời tiết khô ráo và có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày có thể lên đến 26 đến 29 độ, thậm chí là xấp xỉ 30 độ tại các tỉnh như Lai Châu và Điện Biên. Thời tiết ấm áp dần sẽ phần nào thuận lợi hơn trong hoạt động lưu thông cũng như vui chơi ngoài trời của người dân trong ngày nghỉ cuối tuần này. Chỉ có lưu ý là từ tối và đêm mai, không khí lạnh sẽ được tăng cường thêm. Tuy nhiên, do các sóng lạnh có cường độ không quá mạnh nên chỉ làm cho trời nhiều mây hơn, độ ẩm sẽ tăng cao. Sáng sớm và đêm có thể có mưa phùn, mưa nhỏ với lượng không nhiều. Từ thứ hai tuần sau, ngày 14 tháng 3, nền nhiệt độ sẽ lại giảm nhẹ đôi chút. Sau đó, từ ngày 15 tháng 3 trở đi thì cùng với sự phát triển và mở rộng của vùng áp thấp nóng, khối khí lạnh trên sẽ suy yếu nhanh và lệch dần ra phía biển. Sự tranh chấp giữa hai khối khí nóng và lạnh ở miền Bắc sẽ mang đến thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhiều nơi. Hiện tượng nồm ẩm sẽ quay trở lại các tỉnh thành miền Bắc trong tuần sau. Khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ trong những ngày tới, thời tiết chủ yếu là khô ráo và có nắng nhiều. Mưa nhỏ với lượng không đáng kể chỉ còn xảy ra ở một vài nơi vào tối, đêm và sáng sớm. Ban ngày thì trời có nắng và nền nhiệt độ sẽ tăng dần. Với khu vực ven biển thì gió đông bắc cường độ cũng giảm dần và thời tiết cũng sẽ thuận lợi hơn nên tàu thuyền có thể yên tâm ra khơi đánh bắt. Riêng khu vực các tỉnh phía Bắc Trung Bộ cũng tương tự như các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Từ ngày 15 tháng 3 trời cũng sẽ nhiều mây hơn, xuất hiện mưa phùn và sương mù rải rác. Còn với khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi thì nhiệt độ cao nhất ngày sẽ dao động trong khoảng 26 cho tới 28 độ, thời tiết thuận lợi cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt ngoài trời của người dân. Các tỉnh còn lại trở vào cho tới Ninh Thuận và Bình Thuận thì thời tiết ổn định, phổ biến không mưa ngày nắng với nhiệt độ trưa chiều trong khoảng 29 đến 32 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết cũng chưa có thay đổi gì đáng chú ý. Khối khí khô nóng thì vẫn bao trùm khu vực này trong thời gian tới nên nhiệt độ tại đây thì vẫn khá là cao vào trưa chiều. Riêng miền Đông Nam Bộ thì có nơi đạt ngưỡng nắng nóng. Đặc biệt độ ẩm giữa trưa và đầu giờ chiều thì xuống đến 45 đến 55% nên người dân cần hết sức lưu ý đề phòng với hiện tượng cháy rừng xảy ra tại Tây Nguyên hoặc cảnh giác cháy nổ do quá tải điện ở những khu vực dân cư đông đúc. Chuyển sang thời tiết biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khoảng từ chiều tối và đêm ngày 13 sang ngày 14 tháng 3, gió sẽ chuyển hướng đông bắc và hoạt động ở mức cấp 5, có lúc thì giật cấp 6 trên cấp 6. Từ ngày 15, cường độ gió hoạt động giảm dần, thời tiết trên biển sẽ thuận lợi hơn trong hoạt động hàng hải và lưu thông của tàu thuyền. Trong khi đó, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, trong 3 ngày tới trời phổ biến có gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Nhìn chung là thời tiết thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Như vậy là 3 ngày tới sẽ là thời kỳ nồm ẩm dần quay trở lại miền Bắc, Trung Bộ giảm mưa dần, trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ thì duy trì tình trạng khô hạn kéo dài. Bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.